Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt với Võ Thành Nhân. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với bản tin đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi xin được có một số những cái chi tiết về cái vấn đề mà Trung Cộng xâm lấn cái vùng lãnh hải của Việt Nam và đặc biệt là khi mà Trung Cộng chiếm cái vùng biển mà có bãi thư chính ở trong đó. Chúng tôi cũng dựa vào tài liệu của bài phỏng vấn của nhà báo Phạm Trần và giáo sư Nguyễn Minh Hùng để gửi đến quý vị những cái chi tiết mà chúng tôi muốn chia sẻ. Khi mà nhà báo Phạm Trần đặt vấn đề là tại sao Trung Quốc chọn cái vùng biển bãi Tư Chính mà không phải là nơi khác để mà tìm kiếm dầu hỏa trong cái thời điểm như lúc này, thì giáo sư Nguyễn Minh Hùng có cho biết rằng là khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào vùng biển của bãi Tư Chính với mục đích là áp lực không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và áp đặt chủ quyền của Trung Quốc lên vùng biển nằm trong đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đây là một đòi hỏi mà căn cứ trên lịch sử sai lầm. Vì theo ông Bill Hayton của viện nghiên cứu Chatham House là trái với luật quốc tế. Luật biển năm 1982 và phán quyết của tòa án trọng tài thường trực quốc tế năm 2016. À, chúng tôi cũng xin được uh, ghi chú rằng nó là với quý vị là hình lưỡi bò mà cộng sản trung cộng đã đặt ra còn được gọi là con đường chín đoạn chiếm 3 phần tư của diện tích 3 triệu 447 000 cây số vuông của biển đông và trong hai năm liền năm 2017 và năm 2018 thì theo giáo sư nguyễn minh hùng trung quốc đã thành công trong áp lực không cho việt nam khai thác dầu khí ở hai lô lô 136 trên 03 và lô 07 trên 03 thuộc vùng biển 749 à, bãi tư chính. Nhưng mà lần này thì Việt Nam khởi động khoan dầu ở một cái lô khác. Lô là 06 01 cũng là trong viền trong cái vùng của biển 749 à, bãi tư chính nên Trung Quốc lại tìm cách ngăn chặn. Và khi được hỏi việc Trung Quốc đem tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam thì nó có ý nghĩa chính trị và địa lý như thế nào? đối với tham vọng chủ quyền Biển Đông của Bắc Kinh. Thì giáo sư Nguyễn Minh Hùng có cho biết rằng là Trung Quốc muốn áp đặt chủ quyền của mình và khai thác tài nguyên trên vùng biển mà đặc biệt là trong cái đường lưỡi bò bằng chính sách gọi là tầm ăn dâu. Sau khi mà đã đặt chân đứng ở trong cái quần đảo Trường Sa thì Trung Quốc bắt đầu xây bảy đảo nhân tạo của họ từ năm 2014. Sau đó, việc cải tạo bồi đắp và quân sự hóa đá chữ thập bãi Vành Khăn và bãi Subi năm 2017, Trung Quốc đã đạt được thế thượng phong để mà áp dụng chiến thuật mà giáo sư Carl Thayer gọi là chiến thuật vùng xám Rayon Tactics, phối hợp với lại các phương tiện về chính trị, kinh tế và quân sự, đặc biệt là dùng các tàu đánh cá quân sự dân sự được hỗ trợ bởi các tàu hải giám và lực lượng dân quân biển để biến vùng biển thuộc chủ quyền và các nước khác thành vùng tranh chấp. Trung Quốc đã làm việc ấy đối với Philippines và các vùng biển của đảo Thị Tứ hồi tháng 3 với Mã Lai và vùng biển của đảo Bảy Luconia và hồi tháng 5 và với Việt Nam bây giờ. Và khi mà ông Phạm Trần hỏi ông giáo sư Nguyễn Minh Hùng là ông giải thích như thế nào về việc mà Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam phải đợi cho đến ngày 19 tháng 7 năm 2019, tức là 16 ngày sau khi mà Trung cộng đem tàu để mà tìm dầu và các tàu có vỏ trang hộ tống vào dùng tư chính để mà hoạt động từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 thì mới chính thức lên án Trung Cộng. Thì giáo sư Nguyễn Văn Hùng đã giải thích và cho biết Việt Nam bắt đầu khoan dầu từ tháng 5. Đầu tháng 7, Trung Quốc mới đưa tàu Hải Dương đến tàu Hải Dương 8 đến khảo sát địa chất. Hai bên vờ nhau cả tuần nhưng không bên nào công bố vì không muốn làm lớn chuyện. Cho đến khi Việt Nam thấy cần không khai lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thực phi địa của Việt Nam và đòi Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng này. Đó là sự tiến trình tự nhiên theo thứ tự thời gian. Và kính thưa vị khi mà đề cập đến từ hải dương 981 cho đến hải dương 8 thì có gì khác nhau và mức độ nghiêm trọng như thế nào thì giáo sư Nguyễn Minh Hùng cũng cho biết rằng đó là sự kiện năm 2014 nghiêm trọng hơn. Năm đó thì chiếc tàu HYSI 981 được khoảng 100 tàu lớn nhỏ của Trung Quốc bảo vệ, trong số đó có 7 tàu quân sự. Tàu hai bên đã xô sát và bắn nước vào nhau rất là dữ dội, cộng thêm với một cuộc biểu tình và bạo động ở trên đất liền. Nhưng mà lần này thì tàu Hải Dương 8 lúc đầu chỉ được hai tàu hải giám hộ tống. Ngoài ra lần này thì việc khoan dầu được Việt Nam trao cho công ty gọi là Rosneft, một công ty mà chính phủ Nga có cổ đông và thế của Rosneft thì mạnh hơn thế của công ty tư nhân Braswell của Tây Ban Nha trước kia. Thì đó là cái điều mà nhận định của ông Giáo sư Nguyễn Minh Hùng. Và tiếp theo thì ông Phạm Trần có đặt cái vấn đề là khi mà xảy ra cái vụ Hải Dương 981 thì người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước kể cả giới trí thức không phân biệt chế độ chính trị đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Nhiều cuộc biểu tình chống các công ty của Trung Quốc đã xảy ra ở Việt Nam. Nhưng mà ngược lại thì năm nay, năm 2019, người người dân Việt Nam cũng đã không có những phản ứng tương tự như thế sau cái vụ tư chính. À, giáo sư Nguyễn Minh Hùng cho biết, không phải không có chỉ trích chính quyền, nhưng mà biểu tình lớn thì không có. Có thể gì mệt mỏi và chán nạn cũng có. Ngoài ra, có thể vì có nhiều lý do khác. Thứ nhất, cuộc khủng hoảng lần này không nghiêm trọng bằng lần trước. Ông cho biết như vậy. Thứ hai là chính quyền Việt Nam đã học được bài học và kinh nghiệm đối phó với Trung Quốc cũng như đối phó với người dân. Lần này họ công khai chống đối Trung Quốc, họ nêu đích danh Trung Quốc để chỉ trích trước thế giới và trên diễn đàn khu vực ASEAN chứ không còn phải nắp sau những cái từ ngữ như là tàu lạ hay là hữu nghị viễn vong. Thứ ba, nội bộ Đảng Cộng sản không chia rẽ trầm trọng như 5 năm, năm trước để người ngoài có thể dễ khai thác. Thứ tư, một số nhân vật có quá khứ cách mạng và quy tính có thể gây cảm hứng và làm lá chắn cho các cuộc biểu tình hoặc đã qua đời hoặc đã quá già. Và thứ năm, trong thời điểm này, không có các công ty Trung Quốc ở Việt Nam có hành động gây căm phẫn, biến họ thành cái mục đích rõ rệt để mà người Việt có thể chống đối và bạo động. À, và kính thưa quý vị, khi mà đặt vấn đề Mỹ và Biển Đông như thế nào, thì ông Phạm Trần có đặt vấn đề là khi ông hỏi là được biết vào ngày 20 tháng 7 năm 2019 vừa qua đó, thì phát ngôn viên của bộ ngoại giao Ho Hoa Kỳ đó là ông là Morgan Otagus đã đưa ra lời tuyên bố lên án hành động của Trung Quốc trong vụ thứ chính à, có lợi cho lập trường ở Biển Đông của Việt Nam thì giáo sư Nguyễn Minh Hùng ông nghĩ sao khi mà chính quyền Mỹ lên tiếng như thế vì họ muốn kéo Việt Nam ra khỏi cái quỹ đạo của Trung Quốc hay là vì một cái lý do nào khác thì giáo sư Nguyễn Minh Hùng có bị cho biết rằng đó là với cái tuyên bố ấy thì họ vừa nửa chỉ trích và răng đe Trung Quốc vừa hỗ trợ lập trường của Việt Nam, đồng thời khuyến khích Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á mạnh dạn chống sự bắt nạt và cưỡng chế của Trung Trung Cộng. Thì trước đó vào tháng 10 năm ngoái, thì trong một cái cuộc phỏng vấn với ông Hewitt, khi đó còn là cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, thì ông John Bolton coi cái việc Trung Quốc quấy nhiễm quấy nhiễu tàu tuần tra của Mỹ ở Biển Đông là một cái hành động nguy hiểm và khẳng định Hoa Kỳ không chấp nhận để cho Trung Quốc có thể biến vùng này thành một cái tỉnh của Trung Quốc. Ông còn tuyên bố là chúng tôi sẽ tìm cách khai thác thêm các tài nguyên khoáng sản ở Biển Đông à, dù có hay không có sự hợp tác của Trung Quốc. thì đó là cái vấn đề mà ông Nguyễn Minh Hùng trả lời. Nhưng mà khi được hỏi về à, Nước Nga trong cái thời đại của ông Putin thì có tạo được cái ảnh hưởng gì đối với Mỹ, à, Trung Quốc và ASEAN à, trong cái nỗ lực giải quyết tranh chấp ở Biển Đông hay không? Giáo sư Nguyễn Minh Hùng cho biết rằng sức mạnh quân sự và kinh tế của Nga thua xa Mỹ. Putin chỉ có khả năng làm kẻ phá bỉnh, có nghĩa là spoiler thôi và gây khó khăn cho Mỹ ở cả Á Châu và Châu Âu à, đối với vấn đề Biển Đông thì cái mối quan hệ đặc biệt với cả Trung Quốc và Việt Nam, Putin có thể giúp Việt Nam tăng cường cái khả năng quân sự và nếu Trung Quốc đồng ý có thể đóng vai trò con thoi, con con gián và làm trung gian hòa giải giữa Việt Nam và Trung Quốc. À, cuối cùng thì ông Phạm Trần cho biết là ông không thấy có nước nào trong khối ASEAN 10 quốc gia lên tiếng về vụ tư chính của Việt Nam là lý do là tại sao vậy thì giáo sư Nguyễn Minh Hùng cho biết rằng chỉ trích Trung Quốc thì có nhưng mà họ chỉ nói đến cái sự xâm phạm của Trung Quốc tới cái vùng biển của họ như Philippines Tân đối với vùng biển đảo ở thị tứ vào tháng 3 đối với bãi Scarborough vào tháng 7 Mã Lai thì với vùng biển ở Lukonia vào hồi tháng 5 chứ không lên án Trung Quốc về vụ bãi tư chính. Ngay cả thông cáo chung từ ngày 31 tháng 7 của ASEAN cũng chẳng đã động gì đến điều 749, chẳng chỉ chẳng chỉ để là đích danh Trung Quốc mà chỉ nói mù mờ về những sự kiện nghiêm trọng đang diễn ra trên biển Đông. Nói tóm lại thì quyền lợi ích kỷ, áp lực chính sách chia để trị của Trung Quốc cùng với sự nghi ngờ về khả năng quyết tâm của Hoa Kỳ đã khiến cho các quốc gia trong khối ASEAN không dám bên nhau để cùng nhau đương đầu với Trung Quốc. Nhưng mà vấn đề được đặt ra ở đây là chúng ta người Việt Nam chúng ta phải làm cái gì trước vấn đề bãi tư chính thì đó là lý do chúng tôi gửi đến quý vị bài bản tin ngày hôm nay qua cái bài phỏng vấn của ông Phạm Trần và giáo sư Nguyễn Minh Hùng và kính thưa quý vị đến đây thì chúng tôi xin được cảm ơn ông Phạm Trần và giáo sư Nguyễn Minh Hùng cũng được biết rằng là tiến sĩ Nguyễn Minh Hùng là người đã từng giảng dạy nhiều năm về quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason tại vùng thủ đô Hoa Tình Đốn đặc biệt ở tại Virginia giáo sư Hùng còn là một học giả cao cấp bất thường trú của Trung tâm Nghiên cứu về Chiến lược và quan hệ quốc tế ở Washington DC, Center for Strategic and International Study. Ngoài ra, ông còn là học giả vãng lai của hai niên khóa 2015-2016 tại Viện Nghiên cứu nổi tiếng là ICYF Isaac Institute, Tân Gia Bà. Các bài nghiên cứu của ông Nguyễn Minh Hùng thì chúng ta được biết là phần lớn về Á Châu và Đông Nam Á được đăng trên các tạp chí Professional Journal như là World Affairs, Asian Surveys, Pacific Affair, Global Asia, The Diplomat, Asia Pacific Bulletin và Kojic Asia. Kính thưa quý vị, bài bản, bản tin của chúng tôi đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốm tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc, hay đóng góp ý kiến với Ban biên tập SPTNDC xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.